Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona, thì Trung tâm Y tế cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân để cái cách phòng bệnh. Bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona thì lây theo 3 con đường. Thứ nhất là do người bệnh ho hắt hơi để phát tán virus ra không khí. Thứ hai là tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, người đang bị nhiễm bệnh. Thứ ba là tiếp xúc với các bề mặt có chứa virus, sau đó đưa tay lên mắt, mũi và miệng. Hiện nay thì bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của virus corona chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó thì khuyến cáo người dân thực hiện một số các biện pháp để phòng tránh. Thứ nhất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với người mắc bệnh hô hấp cấp tính có sốt, ho, khó thở. Nếu mà cần thiết mà phải tiếp xúc thì cần phải đeo khẩu trang đúng cách. Thứ hai nữa là rửa tay thường xuyên với xà phòng và nước sạch. Nếu mà không có xà phòng và nước sạch thì rửa tay với cái nước dung dịch có chứa cồn, vậy cồn ít nhất là 60%. Súc miệng họng bằng các nước muối sinh lý hoặc là các dung dịch súc miệng thông thường. Cần che miệng mũi khi ho hắt hơi bằng khăn tay hoặc là khăn vải hoặc là tay áo để hạn chế phát tán cái dịch tiết đường hô hấp ra ngoài môi trường. Hạn chế đi du lịch ở những nơi có dịch bệnh và hạn chế tập trung đông người. Giữ ấm cơ thể, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể bằng cách là ăn uống đầy đủ, đều đặn. Luyện tập thể dục thể thao, sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý, tăng cường thông khí ở những khu vực nơi mình ở bằng cách là mở các cửa chính, cửa sổ để tăng thông thoáng không khí trong nhà ở, hạn chế sử dụng điều hòa và thường xuyên lau nền nhà, các tay nắm đấm cửa những nơi ra vào và các vận dụng, các bề mặt của vận dụng để bằng các dung dịch rửa thông thường. Nếu có biểu hiện như sốt, ho, khó thở thì cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời ngay. Cần gọi điện trước để biết lịch trình đi đến để có những cái biện pháp hỗ trợ. Nếu có các những người mà đi từ nơi vùng dịch về hoặc là những nơi đi từ Trung Quốc về hoặc là các địa phương từ Trung Quốc về thì cần phải báo ngay, cần phải cách ly tại nhà ít nhất là 14 ngày và sau đó báo cho cơ sở y tế để có những cái biện pháp hỗ trợ kịp thời.